Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách hủy lệnh in trên máy Radeon HLL2321D. Bây giờ tôi có một file Word và tôi tiến hành in nha các bạn. Rồi, khi các bạn ra lệnh in, các bạn thấy cần hủy lệnh in này thì bạn bấm nhanh nút nút nguồn nha các bạn. Bấm giữa luôn. Các bạn thấy đèn bay bờ mà nó sáng lên, buông tay ra. Cứ đèn bay bờ sáng lên thì các bạn buông tay ra, nhấn là tiếp. Cái file này của mình có tới 10 trang lận. Nên là cứ bấm giữ, thấy đèn bay bờ sáng thì buông tay ra. Đèn bay bờ sáng buông tay ra. Các bạn nghe tiếng cái máy in nó khởi động cơ khí á, là chuẩn bị kéo giấy lên ha. Đó, cứ mình thao tác mà chậm thì máy sẽ kéo lên. Cứ bạn bấm thấy đèn bay bờ sáng thì bạn buông tay ra, bấm giữ nút nguồn lại. Cứ đèn bay bờ sáng buông tay ra, giữ nút nguồn lại. Các bạn bấm liên tục luôn, bấm giữ đè lâu quá thì cái nút nguồn nó sẽ tắt luôn. Thì các bạn lưu ý cho mình nha. Nếu khi các bạn bấm mà nút nguồn nó tắt luôn á, các bạn mở nguồn lại thì cũng đồng nghĩa là lúc này lệnh in nó đã được hủy rồi. Tại vì bộ nhớ RAM các bạn, dữ liệu từ trên máy tính đổ xuống, nó lưu lên bộ nhớ RAM của máy in. Khi bạn tắt nguồn thì mở nguồn lại thì cái bộ nhớ nó đã xóa rồi. Các bạn lưu ý nha, khi mình nhấn để cho không có bị đang in mà kẹt giấy nha. Tức là cách này là một trong những cách để mà các bạn làm thao tác cho nó nhanh ha. Còn nếu như mà cái file của bạn, cái máy in mà có rất là nhiều file. Bây giờ tôi thử đây nha các bạn. Mình bấm in liên tục ha. Tức là cái lệnh này rất là nhiều, là nhiều lệnh in. Thì để xóa cái lệnh, hủy cái lệnh in này thì các bạn sẽ vào Control Panel. Các bạn vào cái mục Device and Printer. Các bạn thấy biểu tượng Radeon HLL2320D series ha, các bạn double click lên. Hay là các bạn có thể click chuột phải và chọn CQAD Green Tin, cái dòng trên cùng. Rồi, các bạn thấy trên này còn 3 cái lệnh in. Tức là khi các bạn in càng nhiều file thì cái hàng chờ nó càng dài ra. Cái list nó càng dài xuống ha. Thì cái thao tác mà mình bấm trên nút nguồn này nè, mình đóng nắp khay giấy lại là để dành để các bạn hủy nếu mà cái file này nó ít thôi các bạn. Nếu cái file này nó ít, nó chỉ có vài trang thôi. Chỉ còn mà cái file nó nhiều quá thì các bạn sẽ lên trên máy vi tính để hủy cái lệnh in nha các bạn. Thì các bạn sẽ lấy chuột nè, các bạn ghê nè, quét lên hết. Hoặc là click vào chữ printer nè, chọn cái dòng cancel all documents. Sau đó chọn Yes. Thì các bạn thấy có một cái dòng này nè. Nó đã đổ xuống cái máy in rồi. Nên là các bạn thấy cái status đó, Delete In. Tức là cái quá trình xóa lệnh in nó đang diễn ra. Nhưng mà khi các bạn đóng nắp cửa của khay giấy lại thì máy nó lại in tiếp. Thì các bạn sẽ hủy theo cái cách của mình ha. Hoặc là lúc nãy các bạn sẽ kéo khay giấy ra. Nói chung là lúc này là máy chưa kéo giấy nha. Các bạn nhóm khay giấy ra. Các bạn nhóm khay giấy ra và sau đó thì các bạn sẽ có một giải pháp, đó là các bạn sẽ tắt nguồn của máy in. Hoặc là các bạn xóa từng trang như vậy. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà nhanh lẹ nhất thì các bạn tắt nguồn của máy in. Còn không thì các bạn cứ bấm nút nguồn rồi nè. Nhóm khay giấy ra bên ngoài nha các bạn. Lúc này khay giấy là nhóm ra để cho máy không kéo giấy. Thì bạn sẽ hủy thủ công. Ví dụ mình có 5-3 trang gì thì bạn có thể dùng cách này. Bấm vào nút nguồn giữ luôn. Thấy đèn bay bờ sáng ha. Sáng qua đèn LED nó quay trở lại một chu kỳ. Là các bạn sẽ hủy được. Nãy giờ mình bấm hủy được mấy trang rồi ta. Đây, mình vừa gắn lại thì máy nó lại khởi động tiếp nha các bạn. Thì như cái đoạn đầu video á, thì mình có hướng dẫn các bạn ha.
Thì cách để mà bấm nút nguồn đó hủy vài trang thôi, 2-3 trang gì thì mình bấm được, chứ còn mà nhiều quá thì cách nhanh nhất thì lúc nãy bạn sẽ tắt nguồn của máy in bằng cách là rút dây nguồn ra, tại vì nó dữ liệu in nó lưu trên bộ nhớ RAM, khi mất điện thì nó sẽ không có lưu lại được nhé bạn. Rồi mình mở nguồn lại, cắm dây nguồn lại, thì lúc này trên hình máy tính các bạn cũng thấy là cái lệnh in nó đã không còn nữa, tức là đã hủy lệnh in thành công rồi nhé bạn. Như vậy là tôi đã chia sẻ với các bạn cách hủy lệnh in trên máy Android HL2321D xong nhé bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video hay hữu ích, các bạn tặng cho một like, share, subscribe và bật chuông nha. Bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Các bạn có thắc mắc gì hay là có những cái cách khác hay hơn thì có thể comment phía dưới video giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào.